Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay Trường Nguyễn và Lê Lê sẽ dành thời gian để làm một cái việc mà chúng tôi cho là rất ý nghĩa đối với không gian văn hóa tại Trường Sa Studio. Đó là chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Như mọi người biết, năm nay là năm Nhuận, cho nên là bây giờ chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Trung Thu, nhưng mưa là đã bắt đầu nhiều rồi. Hy vọng là đến Tết năm nay, Tết Trung Thu năm nay thì các trẻ em không lo lắng về cái việc mưa nhiều hơn như là những năm trước. Trường Sa Studio thì có thể nói là như cái clip trước chúng tôi đã nói là trẻ em rất thích đến đây. Bởi vì nhiều màu sắc, nhiều cái gì lạ lạ để mà xem. Cho nên là với cái tinh thần đó thì Lê Lê động viên tôi, hai vợ chồng cùng quyết định làm một cái Tết Trung Thu được trang trí nhiều cái hình ảnh hơn, và tôi cũng đồng ý. Cho nên là mặc dù là còn một tháng nữa mới Tết, nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tôi nhớ vào những cái Tết Trung Thu tuổi thơ của mình thì luôn luôn nghĩ về những cái hình ảnh rất là truyền thống, ví dụ như là những cái đèn ông sao là chủ yếu, rồi những cái đèn con thỏ, con gà, vân vân. Mà Tết năm nay thì chúng tôi ở vùng cao cho nên cũng cố gắng đầu tư vào mua một số đèn ông sao. Và bên cạnh đó thì ở bên này là có nhiều cái mẹt nhỏ lớn khác nhau, cho nên là Lê Lê là cũng khuyến khích tôi là sẽ trang trí những cái mặt nạ để mà trưng bày. Ngoài ra thì có thêm đầu lân sư tử, có trống, có ông địa để mà múa lân múa sư tử. Tôi cảm thấy rằng hình như là mình đang sống lại những cái giây phút mà có thể nói là không bao giờ quên. Có những cái lần mà hồi nhỏ, thời mà mình 5-6 tuổi thì mình mê những cái buổi phá cỗ Tết Trung Thu. Ăn cỗ, ăn những cái bánh Trung Thu đã là cái niềm vui cho trẻ thơ rồi, nhưng mà chính là cái màu sắc rước đèn, rồi những cái đèn ông sao lớn nhỏ mà hồi xưa thưa quý vị là tôi nhớ là chỉ có đốt bằng đèn cầy thôi, cho nên là các anh lớn ở trong xóm là cứ canh vào những cái lúc mà trẻ em đi rước đèn để thổi những cái ống mà bằng đất sét để phá đèn các em. Tôi những cái kỷ niệm hồi nhỏ nó cũng rất là nhớ. Tôi nhớ là mẹ tôi mua cho tôi một cái đèn con thỏ, và cái đèn vì con thỏ nó sẽ ngồi, thỏ ngọc đó thưa quý vị, nó ngồi cho nên là nó, mà cái thép thì nó làm rất là yếu, cho nên là con thỏ rất là khó ngồi, mà đặt ngồi cái là nó ngã thì tất nhiên là mình sẽ bị cháy cái đèn. Cho nên là tuổi thơ của tôi nhớ về cái đèn đó vô cùng. Trở lại với câu chuyện Trường Sa Studio, cái hình ảnh tuổi thơ, và xung quanh chúng tôi cũng có nhiều trẻ em lắm, và các bạn hay đến đây để xem tô tượng, và cứ mỗi lần đến là sẽ tìm xem coi ở nhà bác Trường với lại bác Lê Lê có cái gì mới lạ hay không. Và đó là những cái niềm vui mà có thể nói là ít ra mình cũng mang lại cho trẻ em một cái gì đó ấm áp, màu sắc, lung linh trong cái Tết Trung Thu năm nay. Và bây giờ chúng tôi đã bắt đầu vào cái việc trang trí của mình. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi cái clip này như thế nào nhé.
cái mặt nạ khác nhau, tham khảo một số những cái hình ảnh ở trên mạng, phần lớn là cái phối màu tự quyết định. Mình mới thấy là cái nghệ thuật vẽ mặt nạ cũng rất là phong phú, và trong khi vẽ thì tôi có những cái liên tưởng, có những cái mặt nạ nó trộn lẫn với nhau, nó nửa người nửa thú thì đó. Tức là nó cũng không hẳn là người mà cũng không hẳn là thú. Mình chợt nghĩ trong cuộc sống của mình nó cũng đa dạng, mỗi người sẽ tự khoác cho mình một cái mặt nạ khác nhau. Có những cái mặt nạ cười rất tươi, có những cái mặt nạ ban đầu mình nghĩ mình vẽ sẽ tươi lắm, nhưng mà nó lại hóa ra khi mình phối màu vào mình thấy là nó khác lạ lắm. Ví dụ như là cái mặt nạ của quý vị xem này, tôi không biết là nó giống cái con gì, nó nửa con nửa người đúng không ạ, nhưng mà khi mình để ra mình phối ra nó có một cái gì đó nó lạ lùng. Cho nên là khi được vẽ những cái này trang trí cho trẻ em, nhưng mình vẫn không tách ra khỏi cái suy nghĩ của mình đối với những cái cuộc đời, những cái nhân vật, những con người mình đã gặp qua. Biết đâu mình cũng là một trong những cái nhân vật đó đúng không ạ? Những cái đôi mắt, những cái miệng bây giờ nó không còn là một cái chuẩn mực trong cái hình ảnh nữa. Nhờ khi anh vẽ nhân vật này thì tôi nhớ mấy cái ông mễ Tây Cơ ở bên Mỹ, mình hay gặp cái râu quăng lên, cong lên như vậy. Có những cái ông là râu quẳng xuống vân vân, rồi những chú hề. Tôi tin là cái sự màu sắc đa dạng khi mình ngồi uống cà phê ở Trường Sa Studio thì sẽ thấy được cái sự phong phú và khác biệt. Tôi nhấn mạnh cái yếu tố khác biệt ở đây, và hy vọng rằng các cháu sẽ có những niềm vui khi tất cả được trang trí lên. Đó là cái công việc vẽ mặt nạ trong 2-3 ngày hôm nay.
Thưa các bạn, bây giờ là buổi chiều, chúng tôi đã sau 2 ngày thực hiện cũng cật lực với nhau, cả hệ thống gia đình đều vào cuộc hết, làm công việc nghệ thuật. Vợ chồng Trường Nguyễn Lê Lê và cháu Lê Hoàng đã thực hiện xong cái công việc chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Mặc dù là còn hơn một tháng nữa, nhưng mà chúng tôi cũng muốn có được cái không khí sớm để cho các cháu có thể vui chơi ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái không gian Trường Sa Studio đã biến thành một cái không gian cổ tích dành cho các cháu vào Trung Thu. Xin mời quý vị hãy cùng vào nhé. Có thể nói là trên cái hành lang của studio thì quý vị sẽ thấy rất nhiều những cái mặt nạ lớn nhỏ đan xen vào với những cái chiếc đèn lồng. Quý vị cùng xem đây, bên ngoài cửa kính các bạn có thể check in được những cái hình mặt nạ khác nhau. Cuối đầu hồi này thì tôi có vẽ trên cái nong một cái bức tranh hoạt cảnh cho các cháu rước đèn tại Trường Sa Studio. Quý vị thấy là đằng sau có cái cổng của Trường Sa Studio và có những cái dãy núi tượng trưng cho thành phố Yên Bái. Các cháu đang rước những cái lồng đèn truyền thống, nào là bướm này, thỏ này, ông sao và cái đèn xếp, hình ảnh rất là tươi vui. Đây là bức tranh này dành riêng cho các cháu. Đúng rồi, lấy thêm bố ra con. Dưới này này, các bạn làm chút làm nào mà nó không rơi những cái thanh kia xuống. Các cháu thích đến đây để chơi rút gỗ. Đây có cái là có một cái bức tranh Trường Sa Studio là cái trống. Đây là bức tranh 3D với ông này là chắc là ông địa. Đây còn có một cái cô này là cũng múa theo ông địa đúng không ạ? Đây là hai vợ chồng ông bà địa. Hai vợ chồng ông bà địa. Đấy, này có cái một rồi. Ở bên quầy ba thì chúng tôi cũng có trang trí, xin mời quý vị vào cùng xem nhé. Bây giờ con này, để lát nó băng lên cái ghế cho con chơi. Không có rút ra được con đâu nhá, cái đấy buộc rồi. Cứ để đây, cứ để đây. Đây, ở trên đây thì chúng tôi có hai chú Lân và có một cái vầng trăng tròn để Tết Trung Thu. Mặt bên kia bức tranh thì cũng có chú Cuội đang bay lên trời nha. Chú Cuội này là đang ôm gốc đa đây. Có con được rút hay là rơi đấy. Đây, còn cái hàng này có thể rút được này. Đấy, cái hàng này nó giỏi quá. Đấy, được rồi. Đấy. Không gian bên trong thì chỉ lung linh bởi những ngôi sao, những cái đèn lồng ngôi sao và thành thế là cái không gian ngàn sao, cứ đặt tên như thế. Và cái điều thú vị là chính là những cái ngọn đèn rọi, nó rọi vào và nó phản chiếu lên trên những cái bức tường màu vàng, tôi nghĩ rất là lung linh, nó tạo cho một cái không khí khá là huyền ảo cho những cái đêm buổi đêm ở đây. Quý vị cảm thấy như thế nào? Nhưng riêng tôi thì tôi rất vui là bởi vì cái không gian này mình tự tạo ra được
do chính những cái ý tưởng. Cũng phải nói rằng Lê Lê là cái người khuyến khích tôi rất nhiều trong cái việc là sáng tạo ra những cái không gian ấm cúng, nhẹ nhàng và cũng có thể nói là mang đậm nét văn hóa dành cho thiếu nhi, trẻ em mặc là Tết Trung Thu. Nói thế thôi nhưng mà cũng rất nhiều những bạn trẻ cũng thích đến đây để check-in và gia đình cũng đến đây cũng rất là thích cái không gian này. Tôi hy vọng là chuẩn bị đón Tết Trung Thu, tuy là hơn một tháng nữa nhưng cũng có nhiều cái cơ hội để cho mọi người đến để cùng thưởng lãm và cùng vui chung với nhau trong cái không khí này quý vị nhé. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày